Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đã cận kề, đây cũng là thời điểm các vùng sản xuất nông sản trên địa bàn huyện Mộc Châu đang tất bật thu hoạch để chuẩn bị nguồn cung cho thị trường. Dự báo nguồn rau xanh, hoa quả cho dịp Tết năm nay sẽ đa dạng sản phẩm loại và dồi dào về số lượng. Ngay từ đầu tháng 10 âm lịch, những thành viên hợp tác xã rau an toàn tự nhiên xã Đông Sang huyện Mộc Châu đã bắt đầu đẩy mạnh sản xuất để cung cấp nông sản cho dịp Tết Nguyên Đán. Hiện nay, hợp tác xã có 30 hecta rau xanh chủ yếu là súp lơ, bắp cải, su hào, hành, tỏi và rau gia vị. Thời điểm này, mỗi ngày các thành viên hợp tác xã xuất bán hơn 1 tấn rau ra thị trường. Giá rau năm nay ổn định và cao hơn so với năm trước. Tại thị trấn Mộc Châu, những ngày giáp Tết, các hộ trồng dâu Tây cũng đang khẩn trương thu hoạch để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhờ đẩy mạnh sản xuất hữu cơ, cộng với thời tiết năm nay thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất dâu Tây ở nhiều trang trại cũng tăng cao hơn khoảng 20% so với năm ngoái. Trang trại của tôi ấy, thì là sản xuất và trồng theo hướng hữu cơ từ đất. À, đó là từ cái khâu xử lý đất là từ khâu chọn giống tất cả các cái rồi chăm sóc đều bằng hữu cơ hết. À, chúng tôi có trồng trên luống có thể sen canh là tỏi. À, tỏi trên luống cây giúp cho bớt à, cây dâu không bị tránh bị sâu vậy. Công ty cổ phần hoa nhiệt đới Mộc Châu, đơn vị trồng hoa công nghệ cao đầu tiên tại Mộc Châu, cũng đã chủ động đẩy mạnh sản xuất các loại hoa để cung ứng cho thị trường Tết. Các loại hoa ở đây được trồng trong nhà lưới và thực hiện nghiêm mặt quy trình chăm sóc với các điều kiện về chất dinh dưỡng, nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm. Do đó, cây sinh trưởng phát triển tốt, hoa có màu đẹp và thời gian khoe sắc lâu hơn cây hoa mà được đẹp nhất thì mình vẫn phải có cái chế độ là chăm sóc tưới về đúng kỹ thuật và ánh sáng kia ánh sáng của nó cũng phải là đủ được độ sáng thì nó có thể là bông hoa được tốt nhất. Huyện Mộc Châu hiện có trên 3.000 hecta dâu tây và rau hoa các loại. Thời tiết cuối năm thuận lợi, rau hoa phát triển tốt, sản lượng ước đạt trên 40.000 tấn. Tết Nguyên Đán Quý Mão năm nay đang đến gần những người trồng rau hoa trên địa bàn huyện đang tập trung nhân lực thu hoạch để cung ứng ra thị trường đảm bảo kịp thời phục vụ nhu cầu người tiêu dùng